Tao chửi tụi bay đó. Tụi bay ngon, tụi bay về Việt Nam muốn về không? Tao đặt vé cho tụi bay về. Đó, chứ đừng ở bên đó mà đi tuyên truyền rỉ rả chửi tao. Đồ đàn ông hèn. Một thằng thì lấy cái hòm đội vô. Nhá, một thằng á thì á gọi là ăn cái gì mà mở miệng ra chỉ chúng chửi cho mày tin không? Tại mày mà cái Facebook tao bị sập. Chúng nó chửi mày đến nỗi mà Facebook của tao bị đóng. Là mày biết mày ăn ở làm sao rồi? Bây giờ mày về mày hỏi con vợ mày á, bà hàng có chửi em vậy á, em làm sao? Còn bản thân mày, mày nghe tao chửi con vợ mày á, mày thấy làm sao? Mày cảm xúc làm sao mày đi chửi vợ người ta? Đó, có dài có trả đó, bữa nay tao lôi con vợ mày ra tao chửi đó. Còn con vợ mày ngon lên tiếng chửi với tao nè. Tao bệnh gì cử? Mày nói tao chồng này chồng kia, chạy con vợ mày mấy chồng. Mẹ nó qua không dựa thôi mày, nó có tị nạn được bên đó không? Hả? Mày nhớ không? Mày muốn tao bươi không? Tao bươi cho mày coi. Vậy nó yêu mày hay nó yêu chiếc cầu xô của mày cái thời điểm đó? Mày muốn tao bươi không? Tao bươi cho mày nghe. Ai mà chẳng biết? Tao nói thiệt, đóng phim và tôi sẽ lôi hết những cái danh mục, những cái con người lạc loài này nè vô trong bộ phim của tôi ấy, cho nó hấp dẫn. Bởi vì tôi không biết là họ đã được sinh ra từ đâu, họ ăn cái gì, họ sống cái gì, họ là ở đâu mà họ có thể quay lưng với cộng đồng và quay lưng với cả chính cả những cái tội ác mà cổ suý cho nó được tồn tại, mà khi nó sụp đổ thì không cam tâm, cho nên phải ráng giữ cái tượng đài cho nó đừng sụp đổ. Nhưng mà khổ nổi hôm nay nó sụp rồi, cho nên tôi rất là xin lỗi nha những con người nào mà đã từng u mê u minh á mà thần tượng á, thì tôi hết sức là xin lỗi, là bởi vì hôm nay nó sụp mẹ nó rồi, nó sụp xuống rồi. Cho nên là đừng có mơ tưởng một cái điều gì mà để chống đối lại cái điều lương thiện. Bây giờ quý vị không cần chống đối tôi. Quý vị chống tôi là quý vị đang chống lại hơn 90 triệu dân. Người ta yêu cái thiện và người ta là cái người mà biết đúng biết sai. Cho nên là tôi sẽ tập kết hết những con người lạc loài này. Hôm trước đó, tôi đã tổng kết được 7 người rồi, thằng Mấy Gà là cái thằng lạc loài thứ 8. Đúng không quý vị? Rồi cái con Phạm Phạm Ngà, con chó gì đó mà nó sủa suốt ngày đó, đó là cái ông thứ 9, thấy không? Đó, tôi sẽ tổng hết được những cái thằng lạc loài đó. Và trong tích cả những cái thằng á, thì có 5 thằng ở Mỹ á, đó là 5 thằng gì? 5 thằng đàn ông mặc váy, đàn ông mà suốt ngày lên xăm soi đi soi mối phụ nữ, nó nhục ơi là nhục, không còn cái nỗi nhục nào hơn 5 thằng đàn ông. Mà tụi mày nên nhớ rằng tụi mày cũng là người Việt Nam, tụi mày quay lưng với người Việt Nam, tụi mày cổ suý cho những cái khốn nạn lên ngôi, thì tụi mày tốt nhất là đừng có bao giờ về Việt Nam nữa ha. Tụi mày về Việt Nam nữa đó thì tụi mày cũng không yên với đồng bào Việt Nam này đâu. Bởi vì sao? Bỏ nước đi rồi á, chúng mày á quay lại đang cổ suý cho những điều mà khốn nạn, rồi chúng mày giật dây lên nói thế này kia, lôi kéo người này người kia theo tụi mày. Tụi mày là một lũ khốn nạn. Không, riêng cái thằng Tony Phạm á, chị hứa là chị sẽ gặp mày không biết ở chỗ nào. Nếu mà đời tao không gặp mày á, không có phải là chị Hằng. Tao nói thẳng cho mày biết vậy đó. Cái gì lỗi gì nè con? Cái này nó báo lỗi nè. Đó, cho nên á, tôi nói một lần nữa đó, tôi á, thì học ít lắm. Nhưng mà tôi nói rồi, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma là mặc áo giấy. Không, tao đâu có ăn cơm cha mẹ mày, tao đâu có đi gọi là làm suy đổ gia đình của mày. Tao đâu có làm tán gia bại sản gia đình của tụi mày mà tụi mày lên tụi mày ngồi chửi như chó. Năm cái thằng đàn ông ở bên xứ Mỹ, một cái xứ văn minh mà tụi mày sống á, nó rất là còn nhục hơn những người đi lao công nữa. Thấy không? Tụi mày đừng có bao giờ hy vọng tụi mày về Việt Nam này, tụi mày được cái đất nước Việt Nam này nâng đón tụi mày. Tụi mày nên nhớ đi, người Việt Nam thông minh lắm, cảm nhận rất là hay. Và đặc biệt là người Việt Nam của chúng tao á, biết ai là người có lòng hoặc là ai là người cổ suý những điều khốn nạn. Thấy không? Kể cả thằng Dũng Ta Lo, con vợ của mày là con Thu Phương á, là gái bắt ở Hà Nội á. Không, mày đừng có hy vọng mày về Việt Nam, mà nếu mà mày về Việt Nam kiểu gì tao cũng tới gặp mày. Tao thật cái mày kiểu gì tao cũng tới gặp mày, cái quan trọng nhất á, lớn nhất á, tao cũng cho mày một cái bạt tay vô mặt mày ngay tại sân bay hoặc là ngay bất cứ nơi nào mà tao gặp mày trong cái cuộc đời này. Bởi vì sao? Mày không phải là người, mày là súc vật. Cha mẹ mày sanh này ra đã xấu người còn xấu nết nữa. Không, mày rủ rê thằng kia lên bình luận tao, trong cái đó mày nhìn lại con vợ mày có mấy thằng chồng.
Bây giờ mày muốn bươi đầu tư không? Tao bươi đầu tư cho mày nghe nè. Con vợ mày đi qua đó đó cũng bỏ chồng đi theo mày, thấy không? Tốt đẹp gì, thơm tho gì đó mà mày ngồi mày đi xỉa xói tao, thấy không? Nếu như mày xỉa xói tao, anh Dũng cũng đau lòng thì tao xỉa xói con vợ mày á. Mày có đau lòng không bằng Dũng đen? Mày có đau lòng không? Vậy tao hỏi mày, con vợ của mày nó thơm chỗ nào? Mày đi nói vợ người ta, mày chửi vợ người ta, mày nói tao thế này thế kia. Xin lỗi vợ mày không biết sắp giết tao được chưa? Ha? Còn mày á, mày là cái thành phần gì? Mày là cái thành phần gì? Mày coi lại đi. Mẹ mày bị làm YouTube mà mày nói truyền thông, thông cái réo gì mà thông. Bữa nay tao nói chuyện với mày phải nói như vậy đó, nó mới phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì mày là thằng mất dạy nhất trong năm thằng còn lại. Tao điểm mặt từng thằng một. Mày muốn bươi không? Tao bươi cho mày nghe. Mày muốn nói không? Tao nói cho mày nghe. Mày coi lại con vợ của mày coi nó như thế nào. Mà tao nói luôn, chả con vợ nào mà thối nát như con vợ mày. Thằng chồng mình đi cãi lộn với đàn bà mà cứ để cho nó cãi, nó đi lôi người phụ nữ ra, thì cái con vợ mày cũng là cái con bứt đi, không biết dạy chồng. Không biết dạy chồng thì cũng là gì, loại ăn bám chồng, làm cái thân cầm gửi thì mới là như vậy. Còn nếu chồng tao á mà đi nói phụ nữ khác thì tao lập tức tao can liền. Anh ơi, chuyện phụ nữ anh không xí vô. Phụ nữ để phụ nữ nói với nhau nó hay hơn. Con mày là thằng đàn ông, mày lên mày ngồi mày rã, mày kêu tên tao. Tao không chửi mày thì cả cái cộng đồng người Việt Nam cũng chửi mày. Tao nói cho mày nghe nha, Dũng đen. Tao thắt mày về Việt Nam đó, tao đây sẽ tặng cho mày một bộp tay thẳng mặt mày luôn, không đợi. Tao không bao giờ biết thuê ai đánh, tao đánh luôn. Mày tin không? Cho mày nhớ suốt đời, tao giả ngay cái mỏ của mày á, để mày nhớ là cái mỏ của mày á. Tao cứt cái mày mới đi nói chuyện phụ nữ, tao chửi luôn cả vợ mày đó, mày có đau lòng không? Bữa nay mày có nghe mày đau lòng á thì mày biết chồng tao có đau lòng khi mày nói xấu tao không? Đúng không? Tao chửi con vợ của mày á, thứ nhất là không biết dạy chồng, thứ hai cũng thối nát, cũng qua bên đó dựa hơi cho mày, làm cái thân tùm gửi cho mày để có đất sống, thấy không? Chứ tử tế gì, thơm tho gì. Bữa nay á, tao kêu cả vợ cả chồng mày ra tao chửi đó, thằng Dũng đen, đó. Còn thằng Trúc cũng chạy hòm á, mày đội mấy cái quần xe clip rồi thì chưa đủ đâu, mày về mày lấy mấy cái hòm mày đội lên đầu mày á thì nó phù hợp hơn. Còn thằng Phạm, thằng gì đó, hai thằng mày á là cái loài lạc loài đẻ ra đó, không phải trai mà cũng không phải gái, mà người ta có không phải trai không phải gái người ta cũng sống có khí chất lắm, không phải như hai thằng mày. Trời ơi, cái đồ lấp lờm bám váy, trời ơi, mà lên ngồi ra rã nói, trời, một loại trí thức với loại côn trùng á thì nó phù hợp hơn nha. Bữa nay tao nói luôn. Còn thằng Tony Phạm á, tao nói thật với tụi mày á, nếu mà nói về á cái sự gan dạ và mãnh liệt á, tụi mày không có cửa với tao đâu. Hãy để đấy, trái đất mày quay tròn lắm cưng. Chị mày cũng đi nước ngoài nhiều lắm, nó đang có mùa dịch này. Mày thấy không? Bây giờ người ta quên hết mẹ Covid, nhớ cô Hằng không à. Mọi người ai cũng tập trung vô tao hết trơn á. Nhờ vậy á mày cũng là kiếm được tiền YouTube á. Mày cố gắng mày dãy dụa mày lên mày nói này nói kia. Mày có biết thiên hạ người ta chỉ có 5 thằng tụi bay ở bên nước ngoài á. Đừng cho tao gặp lại bất cứ chỗ nào nha. Tụi bay nên nhớ tao là đàn bà nha. Tao tán là vỡ mặt mà tao dở bút tao đập á thì mang nhục tới suốt đời. Tụi bay dám đánh tao không? Tụi mày dám không? Đó, tao chửi luôn mấy con vợ của tụi mày á. Đéo biết dạy tụi mày. Đó, bữa nay tao mất dạy bữa nè. Trời ơi, cha xanh mẹ đẻ tao ra, tao không biết mất dạy mà giờ tao phải biết mất dạy nè. Rõ ràng là tao đang đi với ma với quỷ thì tao phải mất dạy thôi ha. Còn con nào chửi tao, con nào thằng nào, tao được cái nhớ dai, mà hãy nhớ dai tao thù dai lắm nha. Ha, một khi đã cái lòng kiêu hãnh tao bị xúc phạm rồi á, tụi mày hãy chờ đó. Tao sẽ cho tụi mày á năm cái bàn tay của tao vô mặt, hoặc là ít nhất cái đôi dép đôi giày của tao đang mang á, tao tập thẳng mặt tụi bay. Nếu như tụi bay có dám bước chân về Việt Nam này, tao thề với tụi bay, nếu tao không làm gì đó, tao không phải là bà Nguyễn Hoàng, tao không cần thuê ai hết. Chính tao xử đẹp tụi mày á. Mặc dù tao không biết đánh lộn, cha mẹ tao dạy tao không có mất dạy, nhưng mà đối với cái lũ tụi mày á, tao phải mất dạy. Bởi vì sao? Tụi mày lên tụi bay ra rã, tụi bay chửi tao hàng ngày hàng giờ. Tao có đào mồ quốc mã ông nội ông ngoại dòng họ tổ sư nhà tụi mày không, mà tụi mày ngồi lên tụi mày ra rã tụi mày chửi tao, chửi những cái thằng mất dạy này, nó đã cổ xí cho những cái điều khốn nạn, bày đặt hù tao, bày đặt đưa những hình ảnh ra có con mẹ gì đâu mà đưa. Tụi mày không có não, tụi mày não cái vàng, tụi mày não cứt, tụi mày mới nghĩ ra những cái trò bẩn thỉu đó. Tụi mày không phải là dân Việt Nam, tụi mày ra khỏi nước ngoài, tụi mày chỏ ngỏ vô tụi mày chửi. Tụi mày thử ở đây đi, tụi mày no đòn với tao. Tao nói thật,
đi với bụt là mặc áo bà xa nha, đi với ma mặc áo giấy đi kia tao hơi bị lớn. Nếu tao không lớn tao đâu còn nát cái tập đoàn của lừa đảo ra, đúng không? Nhưng tao sống chính nghĩa với những người lương thiện, tao luôn biết giúp đỡ những người nghèo khổ, tao luôn xả thân vì chính nghĩa đó. Cái đó là cái bản lĩnh của tao. Tụi mày làm được không? Tụi mày đàn ông tụi mày làm được không? Hay tụi mày ngồi đó tụi mày nói như hát hay? Bữa nay tao gửi lời đến năm cái thằng Tôn Vi Phạm, thằng Dũng Đen, thằng Tiến Dũng, thằng Nam Quang, thằng Tấn Chạy Hồn, năm thằng mày nhớ tao là Nguyễn Phương Hằng nha. Tụi mày mà mò về Việt Nam nha, tao mà biết tụi mày về bất cứ nơi nào, chính tao sẽ là người đi kiếm tụi mày. Không cần tụi mày đi kiếm tao, không cần tụi mày ngồi ở đó mà ra rã nha. Chính tao sẽ dạy cho tụi mày á, bằng guốc, bằng dép, bằng những cái bọc tay. Không cần tao thuê ai hết. Nhìn kỹ mặt tao, nhớ kỹ những gì tao nói nha. Một khi cái tầm căm hận của tao nó lên tới ngút trời rồi á, tao thách tụi mày á. Và tao nói luôn, nếu như năm cái con vợ của tụi mày mà con nào mà vô phước á làm vợ tụi mày á thì cũng đi chích mẹ đi. Có thằng chồng bất dạy như tụi mày á, nó nhục chết luôn á. Ha, tối tụi mày về tụi mày ôm nhau tụi mày thấy nhục không? Đi nói xấu người đàn bà tụi mày nhục không? Giờ nè, tao hỏi thằng Dũng Đen nè, nãy giờ tao chửi con Phương á, mày có nghe đau không? Mày có thấy mày có thấy mày thốn tim khi mà mày đi chửi vợ người ta không? Thì tao chửi lại vợ mày nè. Đó, mày bươi móc tao thì tao bươi móc vợ mày nè. À, mày nghe đã không? Con vợ mày thơm không? Quá thơm đúng không? Vậy con vợ mày mấy thằng chồng? Hai thằng hay là ba thằng? Mày hỏi cái quá khứ nó được mấy thằng? Thấy không? Đúng không? Nếu mày không có tiền mày nuôi nó rồi nó có thằng nữa không? Mày hỏi nó có không? Trời ơi, tao thấy tao nó thật, tao không muốn đụng chạm. Nhưng mà mày đụng thì tao chạm. Mỗi ngày mày ra đã mày chẳng đưa tin con mẹ gì ngoài tin bà Hằng. Trời ơi, mày làm truyền thông cống á chứ mày làm cái gì? Cái đầu của mày cứt không chứ mày có trí tuệ nào? Mày lên mày ngồi mày nói mày giống như là một người quan trọng lắm. Trời ơi, mày mà quan trọng thật sự chắc thiên hạ này sống nổi cái mỏ của mày đâu. Trời xanh, mày đã có cái miệng á để gieo khẩu nghiệp, để chọc cho thiên hạ chửi. Mà tao mà chửi á là tao nói thật với mày, tao nói mày á giống như hai đứa tụi mày nói tao xạo lờ đúng không? Thì rõ ràng hai cái miệng tụi mày còn xấu hơn cái lờ của tao nữa đó, biết tin không? Xấu hơn cái lờ của tao nữa, cái lờ tao đẹp hơn cho nên chồng tao yêu tao nhiều vậy đó. Mày về mày dở lờ vợ mày ra coi có được vậy không? Nó nhục không thể nào chịu được nổi. Tao nói cái thứ lạc loài trời xanh ra 97 triệu dân này bây giờ lên tới 1 triệu dân đâu, còn mấy thằng lạc loài như tụi mày đâu vậy? Ở cung chắc rớt xuống vậy. Tao hôm nay chính thức á, tao kết thúc thằng Võ Hoàng Yên là thằng lừa đảo và tao cứ chính thức tao chửi tụi bay đó. Tụi bay ngon, tụi bay về Việt Nam muốn về không? Tụi đặt vé cho tụi bay về đó, chứ đừng ở bên đó mà đi tiên truyền rỉ rả chửi tao. Đồ đàn ông hèn, một thằng thì lấy cái hộp đội vô nha, một thằng á thì á gọi là ăn cái gì mà mở miệng ra chỉ có chúng chửi để mày tin không? Tại mày mà cái Facebook tao bị sập, chúng nó chửi mày đến nỗi mà Facebook của tao bị đóng. Là mày biết mày ăn ở làm sao rồi? Bây giờ mày về mày hỏi con vợ mày á, bà Hằng có chửi em vậy á, em làm sao? Còn bản thân mày, mày nghe tao chửi con vợ mày á, mày thấy làm sao? Mày cảm xúc làm sao mày đi chửi vợ anh ta? Đó, có dài có trả đó, bữa nay tao lôi con vợ mày ra tao chửi đó. Mà con vợ mày ngon lên tiếng chửi với tao nè. Tao bệnh gì cử? Mày nói tao chồng này chồng kia, chạy con vợ mày mấy chồng. Mẹ nó qua nó không dựa hơi mày, nó có tị nạn được bên đó không? Hả? Mày nhớ không? Mày muốn tao bươi không? Tao bươi cho mày coi. Vậy nó yêu mày hay nó yêu chiếc cầu xô của mày cái thời điểm đó? Mày muốn tao bươi không? Tao bươi cho mày nghe. Ai mà chẳng biết. Tao nói thiệt với mày, nó tình yêu. Trời ơi, tao nhìn mày tao muốn ói yêu mày hay gì? Tao nói thiệt với mày đừng buồn nha. Hết đàn ông trên đời này không tới mày nữa. Tại vì mày phải đàn ông. Mày là cái con động vật chứ không phải đàn ông. Đó. Hôm nay á, tôi nói thật với quý vị á, quý vị phải thông cảm với tôi cho tôi xả bữa. À, tôi đã nói rồi, chơi là phải chơi tới cùng. Hả? Thằng Hoàng Yên thì hôm nay đã chính thức là thằng lừa đảo rồi. Tôi sẽ làm một lá đơn tiếp tục, tôi gửi thêm cái tội là lừa đảo. Còn riêng năm cái thằng này, tao chính thức tao chửi tụi mày đó. Tao chửi luôn năm con vợ của tụi mày á, là năm cái con đàn bà nhu nhược mới có mấy thằng chồng như tụi mày. Trời ơi, nếu mà chồng tao mà đi chửi phụ nữ vậy tao xấu hổ lắm, thấy không? Tao không thể nào mà tao để chồng tao đi lên mà ngồi đó mà kiếm tiền YouTube mà đi lôi phụ nữ ra chửi. Mẹ tụi mày không có yêu con người Việt Nam á. Tụi mày đi ra khỏi nước ngoài, tụi mày đã khốn nạn rồi, tụi mày còn đi ra rã tụi mày chửi á. Trời ơi, tao nói thật với tụi bay á, tao cũng cầu xin trời Phật làm sao mà cho tao được gặp tụi mày, tao tán cho mỗi đứa mấy bọc tay á.
ở cái nơi công cộng nào đó đó, rồi xong cho polis nó vô, nó bắt tao vô á, rồi nó khai ra tao đã gì đâu á, mày tin không? Đó, hôm nay tao nói thẳng với tụi mày á, ha ha, còn đụng chạm à, tụi bay còn lên nói tao nữa thì tao có cách tao đối xử với tụi bay thôi. Tao bệnh gì cử, tao sợ mẹ gì, tao đâu có vi phạm pháp luật, không? Tao chấp tụi mày á, ngon thì mò về Việt Nam đi. Tao canh tụi bay hàng ngày đó, hàng giờ, hàng năm luôn á. Về đi gặp tao, nha. Tao mà không tát cho mặt tụi mày á, thử tay tao á, thì tao không phải là bà Nguyễn Phương Hằng. Cho dù mày có bay ra tới Hải Phòng mà tao nghe mày mò về Việt Nam á, là tao ra tới nhà mày, mày tin không? Có mày cỡ nào, mày gấu cỡ nào, mày vượt cỡ nào mà mày ghê gớm vậy? Đó. Thì con đi coi cái con mà chó sủa con phạm con gì đó, tao đã coi như mày không có mặt trên đời này rồi mà mày vẫn cố gắng, mày cố tình mày chửi để mày bên thằng Võ Hoàng Yên thì mày cũng là loại cặn bã xã hội rồi. Tao nghe cái thành tích của mày cũng thấy gớm lắm, đi ăn cắp từng chai dầu thơm kẹp vô nách mà đi ra siêu thị, đi ra sân bay mà để cho chúng nó không cho ra giật nữa. Bây giờ mày ở bên Dubai mày làm gì ngoài làm lỉ? Ở bên Dubai tao qua rất nhiều lần, bên Dubai đâu có việc gì làm ngoài làm lỉ cho mấy thằng Dubai. Cái này là sự thật, mà đĩ như mày chắc cũng rẻ lắm chứ không có được cao giá đâu. Tại mặt mũi mày thấy gớm quá. Mà đàn bà con gái mày đi ăn cắp nữa là thôi thua, thua rồi quý vị. Mày ngon á, thì mày vô đây nè, rồi là tao có việc tao ra ngoài đó, tao hẹn mày ngoài đó, tao tán cho mày mở mặt mày ngoài đó đó. Chứ mày ngồi đó mày chỏ mỏ mày chửi người ta, đồ mất dạy. Cha mẹ mày không biết dạy mày, chồng mày không biết dạy mày, để cho xã hội dạy mày. Tao thật với mày, cỡ mày giờ đi làm bỉ không biết lần nào chơi không. Còn cái con chanh khàng á, mày á đừng có đụng tới tao, mày chu chéo cái tên tao á, tao gửi đơn ra công an Hà Nội đó. Thành tích của mày cũng dày lắm rồi, thấy không? Tao á thì tao mày nói tao á là chị hột xoàn, còn mày là cái con mắm thúi. À, cái miệng của mày á nó mắm nem còn đỡ mắm cống á, biết không? Mày mở miệng ra mà mày chửi mày gào nè, mày giống như mấy con đĩ già, biết không? Gọi là gái đĩ già mồm á là mày đó. À, bữa nay tao phải mất dạy tụi mày. Nói cho mày á, ai cũng biết gớm hết. Thằng nào đi lấy mày, thằng đó cũng xui thấy mẹ vô xuống mới lấy đứa con vợ như mày. Mày nhìn lại mày coi, mày nói mày là giới, mày là nghệ sĩ, mày là cái gì, người mẫu. Trời ơi, tao nhìn mày tao mắc ói.